giữa đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội chủ nhà Hà Nội. Kính mời quý vị đại biểu, các đồng chí công an cùng toàn thể lực lượng vận động viên thực hiện nghi lễ trọng cờ. Vâng, xin chào quý vị khán giả, chúng ta sẽ đến với trận chung kết của bộ môn Futsal Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Trận đấu giữa đội Futsal đến từ đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và đội Futsal của đoàn thể thao Hà Nội. Sau giai đoạn thi đấu vòng tròn thì hai cái tên mạnh nhất đã được xác định. Không có nhiều bất ngờ khi mà Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hai địa phương rất mạnh ở Futsal của Việt Nam, sẽ là hai cái tên có mặt ở trận đấu cuối cùng để tranh tấm huy chương vàng. Năm nay là năm đầu tiên mà Futsal có mặt trong hệ thống các bộ môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Và hãy chờ xem, tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử sẽ thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội. Trước khi trận đấu này diễn ra, chúng ta cũng đã xác định được đội bóng giành tấm huy chương đồng, đó là Đắk Lắk. Đắk Lắk đã thắng Khánh Hòa với tỷ số 4-2 trong trận tranh hạng 3. Vừa xuất hiện trên màn ảnh là các cầu thủ Futsal của đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng ra sân với trang phục trắng, còn phía đối diện với trang phục xanh sẽ là đội Hà Nội. Trong hiệp 1 thì Hà Nội sẽ là đội lấy bóng trước. Và một lần nữa chào mừng quý vị và các bạn đến với trận chung kết bộ môn Futsal Nam. Giải bóng đá chính xác là Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Ngay lập tức là pha quay bắt. Để tiện cho quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng điểm qua đội hình xuất phát của hai đội. Bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, tổ 1 gồm có thủ thành mang áo số 1 Hồ Văn Ý, các thủ là số 3 Ngô Ngọc Sơn, số 7 Nguyễn Anh Duy, số 8 Nguyễn Minh Chí và số 11 Trần Văn Vũ. Khá nguy hiểm ngay ở những giây đầu tiên thì đã là dấu ấn đến từ số 23 Nguyễn Thịnh Phát.
Đội hình của đội Futsal Hà Nội ngày hôm nay gồm có thủ thành mang áo số 1 Phạm Văn Tú, cao thủ là số 6 Nguyễn Văn Quốc Huy, số 12 Từ Minh Quang, số 16 Dương Ngọc Linh và số 23 Thịnh Phát. Trong đội hình của Hà Nội đáng chú ý là tại vòng chung kết Đại hội Thể thao Toàn quốc đã có sự xuất hiện của kỳ vô Thịnh Phát, rất nguy hiểm. Bàn thắng đến quá sớm với Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Sơn là người đã mở được. Nói gì thì nói, Thành phố Hồ Chí Minh với nòng cốt là những cầu thủ đến từ Thái Sơn Nam và Saaco vẫn là đội được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Một tình huống căng ngang và Ngọc Sơn đã nhập rất đúng bài. Cú đệm đơn giản 1-0. Người đã kiến tạo cho Ngọc Sơn là đội trưởng Trần Văn Vũ. Trong khi đội hình của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là tổ các cái tên đến từ Thái Sơn Nam và Saaco, thì bên phía Hà Nội nòng cốt vẫn là những cầu thủ của Thái Sơn Bắc, rất nguy hiểm. Chúng ta một lần nữa thấy được sự nguy hiểm của Minh Trí, khả năng dứt điểm bằng cả hai chân ở nhiều góc độ. Minh Trí lâu nay đã là một pivot quá nổi danh trong làng Futsal Việt Nam. Lại là cái chân trái. Một cú sút bằng chân phải và một cú sút bằng chân trái. Minh Trí hai lần đặt khung thành của Hà Nội vào tình huống song rọ. Văn Vũ. Bóng đã trúng vào Dương Ngọc Linh. Tiếp tục là Minh Trí. Lần này thì Phan Văn Tú đã ôm gọn bóng. Nhưng rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh là đội nhanh nhẩu cuộc tốt hơn. Thịnh Phát. Nỗ lực trả bóng về. Như vậy là sẽ có quả phạt gián tiếp. Quả phạt gián tiếp dành cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Nỗ lực cứu bóng của Thịnh Phát lại đẩy thủ thành Phạm Văn Tú vào một tình huống rất oái oăm. Đây là một quả phạt gián tiếp và Thành phố Hồ Chí Minh cần thiết lập một bài đá hai chạm. Mạnh Dũng vừa được tung vào sân. Mồi vụt ngay, không vào. Vẫn liên tục là những tình huống bắn phá. Và kết thúc vừa rồi là của Đức Hòa. Sút tiếp, quá nguy hiểm. Và kết thúc đến từ anh Duy. Chúng ta nhanh chóng thấy được sự vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là ứng viên nặng ký nhất cho tấm huy chương vàng trước giờ bóng lăn. Thì tất nhiên cách biệt mới chỉ là một bàn. Hà Nội vẫn còn những cơ hội cho mình, nhưng họ đang gặp rất nhiều khó khăn trước những pha quay bắt ngay bên phần sân của đối phương. Thành phố Hồ Chí Minh chủ động quay cao. Đường tiểu bóng hay, có thể là cơ hội. Một đầu. Bàn thắng rất đẳng cấp của Dương Ngọc Linh. Trong pha bóng sáng nước đầu tiên thì Hà Nội đã có câu trả lời. Tỷ số được san hòa 1-1. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao quay bắt, nhưng Hà Nội lại phá thành công và cơ hội đã đến với Dương Ngọc Linh. Một pha khống chế trước khi tung ra pha bút chì rất nhanh. Bóng đi tốc nóc và đánh bại thủ thành Hồ Văn Ý, quả bóng vàng Việt Nam năm 2021. Thực tế là cả hai đội cũng không lạ lẫm gì nhau nữa cả. Họ đã chinh chiến và đối đầu liên tục tại giải vô địch quốc gia Futsal, cũng như là đồng đội với nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Một trận đấu cũng có thể coi gần như là tinh hoa của Futsal Việt Nam vào thời điểm này.
sau sự nhập cuộc có phần khớp thì Hà Nội đã nóng máy trở lại. Trong phút sàn thì thời gian sẽ đếm ngược và đồng hồ sẽ dừng mỗi khi bóng chết. Một hiệp đấu có 20 phút, đá hai hiệp. Tất nhiên là không có một giây bù giờ nào cả. Tình huống chuyền hỏng của Nhan Gia Hưng trước áp lực quay bắt từ phía Hà Nội. Nhan Gia Hưng là một trong những tài năng trẻ sáng giá của Futsal Việt Nam. Năm nay mới 20 tuổi nhưng đã có thâm niên ăn cơm ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chân trái. Và kết thúc vừa rồi đến từ Ngọ Minh Hiếu. Tiếp tục là Minh Hiếu. Hà Nội với nòng cốt của cao thủ Thái Sơn Bắc là một tổ có khả năng chơi 5 đá power play cực hay. Trần Thái Huy, Nhan Gia Hưng, Hồ Văn Ý quyết định giải quyết tình huống bằng một pha phất dài. Chất lượng chuyên môn từ đầu trận là miễn bàn, xứng đáng với tính chất của một trận chung kết. Thái Huy. Thái Huy vẫn là một trong những ala hay nhất của Futsal Việt Nam. Đức Hòa đang theo rất sát là Ngọ Minh Hiếu. Lúc này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu với một tổ gồm Fiso là Nhan Gia Hưng, hai ala sẽ là Đức Hòa và Thái Huy. Pivot phía trên là Đắc Huy, đánh đầu. Và chạm đầu rất nhạy cảm của Đắc Huy. Một chút may mắn nữa thôi thì Huy Ken đã có thể đem về bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Liên tục là những pha bóng nóng ở cả hai đầu sân. Đến với Đại hội Thể thao Toàn quốc lần này thì Thành phố Hồ Chí Minh mang một đội hình được đánh giá cực mạnh. 11 đề cử quả bóng vàng Futsal Việt Nam năm 2022 thì có 8 trong số đó đang thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh tại giải lần này. Đắc Huy. Và phá quậy rất hay bằng kỹ năng cá nhân của Thái Huy. Sau đó tình huống bọc lót tốt từ Ngọ Minh Hiếu. Vẫn là số 14. Trong bộ môn Futsal thì các khán giả có thể thấy các cầu thủ sử dụng những tình huống khống chế bằng gầm chân và đá lòng rất thuần thục. Đắc Huy đang tạm phải đàm sân. Dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần này là ông Nguyễn Tuấn Anh, huấn luyện viên trưởng của Sahako. Ở đội tuyển quốc gia thì ông Tuấn Anh cũng là trợ lý của huấn luyện viên Diego Justozzi.
Quá hay, tuyệt vời. 2-1 cho Hà Nội. Người ghi bàn là Danh Phát. Sau khởi đầu chậm thì Hà Nội đang bứt lên và đem tới những biến số cực kỳ thú vị cho trận chung kết. Bài đá cực hay. Tưởng như Danh Phát sẽ là người sóng vai block đội bạn thì chính anh lại có một nhịp giật về và dứt điểm một chạm quá hay. 2-1 rồi. Hơn 5 phút đầu tiên và đã có 3 bàn thắng được ghi. Xét về số lượng cơ hội thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đội nhỉnh hơn. Nhưng về chất lượng ở các bước cuối. Đây là cơ hội. Không thể có và tiếp bóng ở nhịp cuối cùng. Vừa rồi thì Quang Toàn đã không hiểu ý của Mạnh Dũng. Mạnh Dũng muốn một tình huống nhập cột 2, còn Quang Toàn thì lại giật ngược về phía đồng đội. Nguyễn Thịnh Phát, Dương Ngọc Linh, Văn Tú. Bóng không qua được Khổng Đình Hùng. Khổng Đình Hùng là cầu thủ đã ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Futsal Việt Nam trong trận đấu với Brazil tại vòng chung kết World Cup 2021. Đó cũng có thể coi là mốc son với Futsal Việt Nam khi chúng ta chọc thủng lưới của một cường quốc Futsal thế giới. Thịnh Phát. Đường chuyền hay của Từ Minh Quang. Từ Minh Quang cũng đang nổi lên là một trong những ala trẻ rất đáng xem của Futsal Việt Nam. Anh vừa dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu đâu đó khoảng 2-3 tháng. Bỏ lỡ phần lớn giai đoạn lượt về của giải vô địch quốc gia. Nhưng ở Đại hội Thể thao Toàn quốc thì sự trở lại của Từ Minh Quang chắc chắn là một bổ sung đáng giá cho Hà Nội. Khổng Đình Hùng. Lâm Tuấn Phát, không được. Bóng không thể đến với vị trí của Quang Toàn. Lúc này trên sân gần như là tổ ba của Thành phố Hồ Chí Minh. Với Đình Hùng, Quang Toàn, Tấn Phát và Mạnh Dũng. Trong bộ môn futsal thì các đội bóng cũng không bị giới hạn số lần thay người. Trọng tài đã phải cắt còi để nhắc nhở với Khổng Đình Hùng và Thịnh Phát. Trận đấu đang nóng dần lên theo thời gian. Đã có khá nhiều những động tác không mấy gọn gàng mà Đình Hùng và Thịnh Phát dành cho nhau. Mạnh Dũng. Không có tiếng còi nào cả. Khổng Đình Hùng cho rằng anh đã bị phạm lỗi. Và mất bóng khá nguy hiểm. Rất may cho Hà Nội là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Tình huống bước 1 hơi bị bung của Dương Ngọc Linh. Trong lần gặp nhau ở giai đoạn đấu vòng tròn thì hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Minh Chí là người đã ghi bàn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Thịnh Phát là cái tên đem về 1 điểm cho Hà Nội. Khổng Đình Hùng. 1-2 rất tốt. Lâm Tấn Phát vô lê. Đó là vũ khí sở trường của số 16. Lâm Tấn Phát là cầu thủ sở hữu cái chân trái cực kỳ uy lực. Và đã ghi không ít bàn thắng với những tình huống bem trái, phải nói là trái pha. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống phối hợp rất hay đến từ cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngả người dứt điểm của Lâm Tấn Phát cũng là chất lượng cao. Nhưng chưa đủ thắng được thủ thành Phạm Văn Tú.
đã có lỗi rồi. Lỗi thuộc về Chu Văn Tiến. Lúc này thì Hà Nội đã mắc hai lỗi tổng hợp. Chính xác hơn đây mới là lỗi tổng hợp thứ hai. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều đang có số lỗi tổng hợp ngang bằng nhau. Trong phút san thì nếu như có một đội mắc đến lỗi tổng hợp thứ 5 thì bất cứ một lỗi nào sau đó sẽ quy ra một quả sút penalty 10m. Áp lực rất tốt từ Hà Nội. Và Hồ Văn Ý lại phải giải vây. Số 22 của Hà Nội, Chu Văn Tiến cũng là thành viên trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự vòng chung kết châu Á. Nhưng Chu Văn Tiến không được vào sân. Đường chuyền lên của Danh Phát cũng chưa được như ý. Danh Phát là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Trong trận đấu lịch sử giữa Việt Nam và Nhật tại tứ kết AFC Futsal năm 2016 thì Danh Phát cũng đã có một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và góp phần giúp chúng ta giành tấm vé lịch sử tới World Cup. Danh Phát. Một pha bóng khó cho Chu Văn Tiến. Anh Duy. Lúc này thì tổ 1 của Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại sân. Minh Chí. Bóng chuỗi nhanh và Minh Chí không thể có một pha hãm bóng như ý. Tiếp tục là Danh Phát, đường chuyền hay, Chu Văn Tiến vặn người dứt điểm. Và phải chờ rất tốt cửa số 22. Nhưng với Hồ Văn Ý thì tất nhiên như vậy là chưa đủ. Anh Duy. Minh Chí che chắn tốt và đã xoay được về khung thành đội bạn. Nhưng không thể qua được Sĩ Linh. Văn Vũ. Lần này là pha nhà về. Hà Nội vẫn đang giữ được một tinh thần tốt. Việc vượt qua thời điểm khó khăn đầu trận đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta Garcia trở lại với trận đấu. Đây là pha bóng hay, Minh Chí. Đáng tiếc là ở tầm bay như vậy thì rất khó để Minh Chí có thể dứt điểm. Anh Duy đã thực hiện một pha block để Minh Chí thoát người. Nhưng bóng lại bay ngang tầm đùi và Minh Chí phải điều hướng bằng đầu gối. Rất khó. Một pha bóng ở tốc độ cao. Nếu như tình huống đá biên vừa vặn hơn thì rất có thể bàn thắng đã đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Sơn. Minh Chí không thể cài nhả. Và đều bám kinh nghiệm của Danh Phát.
Đang cầm bóng là anh Duy. Minh Trí. Khả năng chơi quay lưng của Minh Trí là cực hay. Tiếp tục là số 8. Lắc vào trong. Sút ngay. Không dễ để ăn bàn với những tình huống kết thúc như vậy. Bóng dài cho Thịnh Phát. Nỗ lực của Thịnh Phát quá nguy hiểm. Một mình Thịnh Phát đón đường bóng dài và xoay sở giữa hai hậu vệ đôi bạn. Thiếu chút nữa anh đã làm nên chuyện. Thịnh Phát khống chế rất dính, có va chạm rồi. Đó là tình huống phạm lỗi của anh Duy. Lỗi tổng hợp thứ 3 của thành phố Hồ Chí Minh khi hiệp đấu đầu tiên trôi qua được hơn nửa thời gian. Chính xác hơn là lúc này thì thành phố Hồ Chí Minh đã mắc 3 lỗi tổng hợp và Hà Nội mới chỉ mắc 1 lỗi mà thôi. Khởi đầu rất tốt nhưng mọi thứ lại đang chật đường ray với cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thời điểm mà kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của những cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh cần phải được thức tỉnh. Đội hình của thành phố Hồ Chí Minh như đã đề cập gồm những cầu thủ từ Thái Sơn Nam và Sahako. Đều là những cái tên đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Kinh qua nhiều những giải đấu khốc liệt từ trong nước cho tới quốc tế. Đường chuyền hỏng của đội trưởng Quang Vinh. Thái Huy, Đức Hòa, nỗ lực của Đắc Huy, không qua được Quang Vinh. Đắc Huy là cầu thủ nổi lên từ trường Đại học Hồng Bàng. Tiếp tục là Đức Hòa. Weekend. Đắc Huy phải trả về. Trần Thái Huy. Không được. Không dễ chút nào để vượt qua được những pha quay bắt của Hà Nội. Hai bàn thắng đang giúp cho tinh thần và sự hưng phấn đến với đội bóng áo xanh. Cú sút. Bóng lập bập khó chịu và hai nhịp thì Hồ Văn Ý mới làm chủ được tình hình. Quá nguy hiểm. Vừa rồi thì bóng trúng cột dọc. Vẫn là cơ hội. Thêm một cú sút chân. Đây. Pha kết thúc cuối cùng thuộc về Dương Ngọc Linh. Pha quay bắt rất hay. Và thiếu chút nữa thì Hà Nội đã nhân đôi cách biệt. May mắn đã đứng về phía thành phố Hồ Chí Minh. Thái Huy. Trần Thái Huy từng dính vào chấn thương đầu gối nghiêm trọng và cũng ảnh hưởng tới khả năng đi bóng cũng như bứt tốc của số 9. Mình đã bỏ lỡ World Cup 2021. Và đây là năm thứ 2 mà Thái Huy bắt đầu trở lại sau khi nghỉ khoảng 1 năm.
Nhan Gia Hưng, Thái Huy. Hãy chờ xem. Thái Huy và Quang Vinh. Tiếp tục là Trần Thái Huy. Đường chuyền hay nhưng vẫn chưa thể qua được hàng thủ bên phía Hà Nội. Hà Nội đã chắt chiu được những cơ hội của mình. Tiếp tục là Chu Văn Tiến. Xoay người dứt điểm. Bên ngoài sân thì chúng ta có thể quan sát thấy huấn luyện viên trưởng của đội Futsal Hà Nội là một huấn luyện viên ngoại. Đó là ông Victor Acosta Garcia. Ông này có hai quốc tịch Brazil và Tây Ban Nha. Ông Garcia sinh ra tại Brazil và cũng có thời gian dài làm việc ở Tây Ban Nha. Trong sự nghiệp huấn luyện thì thành tích nổi bật nhất của ông Victor Acosta Garcia là chức vô địch giải Futsal các câu lạc bộ châu Á cùng với Nagoya Ocean. Xử lý cực hay, Lâm Tấn Phát. Có va chạm rồi. Trọng tài xác định là không lỗi. Trận đấu đang quá nóng vào những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên. Hiệp một đang trôi về quãng cuối. Thành phố Hồ Chí Minh liên tục bung lên. Còn Hà Nội cũng phải có những pha bóng rát để giảm nhịp tấn công của đội bạn. Rõ ràng là tác động từ Chu Văn Tiến là rất khó để có thể thổi phạt. Khổng Đình Hùng. Bóng thả xuống đáy, Mạnh Dũng. Mạnh Dũng là cầu thủ rất đa năng. Anh này có thể đá tốt ở vị trí Piso và cả Pivo. Lâm Tấn Phát. Nỗ lực của Quan Toàn không được. Ngọ Minh Hiếu. Hà Nội chơi rất chắc bóng ở phần sân nhà. Danh Phát. Mỗi khi bị quay khó không ngần ngại thực hiện những tình huống bóng dài lên phía trên. Ở phía trên thì Hà Nội đang có Chu Văn Tiến và Thịnh Phát, những cầu thủ chơi quay lưng hay và là những điểm nhận uy tín cho các tình huống nhồi dài. Văn Tú. Tiếp tục là bóng bổng. Với sải tay của mình thì Hồ Văn Ý đã kiểm soát được. Khổng Đình Hùng. Quang Toàn. Nỗ lực của Mạnh Dũng không được. Pha phối hợp chật nhịp giữa Mạnh Dũng và Quang Toàn. Tạc qua người rất kỹ thuật của Ngọ Minh Hiếu. Thiếu chút nữa thì anh đã có thể mở ra một cơ hội. Lâm Tấn Phát. Vẫn là Lâm Tấn Phát, không có đất diễn để lắc vào trong và bung trái. Có lẽ Hà Nội cũng hiểu Lâm Tấn Phát nguy hiểm như thế nào với những tình huống dứt điểm bằng chân trái của mình. Cứ ve trái thôi. Vừa xuất hiện như tôi đã đề cập, đó là ông Victor Garcia. Sang năm thì giải vô địch quốc gia Futsal sẽ có ngoại binh. Đó cũng sẽ là một bước ngoặt và hứa hẹn mở ra rất nhiều điều thú vị để chúng ta chờ đợi.
việc được cọ sát với những ngoại binh chất lượng chắc chắn sẽ là điều tốt cho các cầu thủ Việt Nam. Lâm Tấn Phát, Đình Hùng lan tường và mồi lại cho cái chân trái của Tấn Phát. Như đã nói thì rõ ràng là Hà Nội cũng đã quá hiểu đối phương. Và Futsal Việt Nam thì số lượng cầu thủ thực tế là không nhiều và cũng khó mà có những nhân tố gây bất ngờ. Và phản công rất hay. Thiếu chút nữa thì Dương Ngọc Linh lại làm nên chuyện. Chống cố định tốt, hứng được bóng hai. Và Dương Ngọc Linh lập tức dốc lên vặn sườn đối phương trước khi tung ra tình huống bàn phạt. Quyền hội ý đến từ đội Hà Nội. Trong phút sàn thì mỗi hiệp, mỗi đội sẽ có một quyền hội ý trong vòng 1 phút. Các đội sẽ được gọi hội ý khi đang kiểm soát bóng, đá biên hoặc phát bóng lên. Thả xuống đáy, pha nhả về hơi cận chân, triển khai rất nhanh. Minh Trí, bóng khó nhưng Minh Trí khống chế cực hay. Tuy nhiên trọng tài xác định là bóng vẫn trôi hết đường biên dọc. Danh Phát, còn khoảng 4 phút rưỡi cho thời gian thi đấu của hiệp 1. Chiếc thẻ vàng thứ hai từ đầu trận và nó đều dành cho Hà Nội. Vừa rồi thì Thịnh Phát đã mắc lỗi hành vi khi anh cố tình trì hoãn tình huống đá biên của đối phương. Lỗi như vậy thì sẽ không bị tính vào lỗi tổng hợp. Lỗi tổng hợp chỉ được tính nếu đó là đá phạt trực tiếp. Văn Vũ, Hà Nội vẫn đang đứng vững. Anh Duy, Hồ Văn Ý, phạt bóng ăn ngay. Văn Tú rất nhanh quan sát thấy Hồ Văn Ý chưa kịp trở về khung thành và quyết định thử vận may. Minh Trí, đây là Trần Thái Huy. Thái Huy không thể vượt qua được Dương Ngọc Linh. Lúc này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng một tổ gồm toàn bộ cao thủ đến từ Thái Sơn Nam với Hồ Văn Ý trong khung gỗ. Cái tên còn lại là Văn Vũ, Anh Duy, Thái Huy và Minh Trí. Thêm một quả đá biên. Bóng một lần nữa văng ra. Minh Trí, khống chế không tốt và Thái Huy đang gặp khó. Đúng là
bước một bung đã khiến cho số 9 bị đẩy vào thế bí. Sút bóng. Và ra chân rất uy lực của Thịnh Phát. Sạt sang ngang rồi. Triển khai nhanh, tiếp tục là Thịnh Phát, có cơ. Rất fair play. Hành động quá đẹp của Thịnh Phát. Đây là một trận tranh huy chương vàng. Nhưng tinh thần thể thao là điều mà Thịnh Phát đã đặt lên cao nhất ở tình huống vừa rồi. Người đàn anh của anh ở Thái Sơn Nam, Trần Văn Vũ ngã xuống. Và Thịnh Phát quyết định đá bóng ra ngoài. Hành động của Thịnh Phát cũng đã nhận những tràng pháo tay tán thưởng từ các cổ động viên có mặt trên khán đài của nhà thi đấu Cung Điền Kinh Hà Nội. Cáng đã được đưa vào và nếu như Trần Văn Vũ không thể tiếp tục thì đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi Thành phố Hồ Chí Minh cần tấn công, cần kiểm soát thì Trần Văn Vũ ở vị trí phi sô là một lựa chọn gần như bắt buộc. Những tên như Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng hay Khổng Đình Hùng có thể mang lại sự chắc chắn trong phòng ngự. Nhưng về khả năng chia bài, cầm bóng và điều phối thì Trần Văn Vũ vẫn là số 1 với cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhan Gia Hưng. Phật dài của Hồ Văn Ý. Không có gì cả. Nếu có một điểm mà Hồ Văn Ý vẫn cần cải thiện trong tương lai thì đó là khả năng cầm bóng và phối hợp cùng với các đồng đội. Nếu xét về khả năng ôm gôn thì hiện tại ở Việt Nam Hồ Văn Ý là số 2, khó ai dám bảo số 1. Ngọc Sơn không hiểu ý nhau, đây là cơ hội phản công. Thời cơ đang chờ Hà Nội, cột 2. Chưa có ai sẵn sàng. Không rõ là vừa rồi thì Từ Minh Quang định truyền hay sút. Mới trở lại không lâu sau chấn thương và Minh Quang cũng đang bị đau sau một nỗ lực bứt tốc dứt điểm. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 thì thành phố Hà Nội đăng cai thi đấu 7 bộ môn. Nỗ lực của Chu Văn Tiến và xoay trở cực tốt của số 22. Cài xoay và thực hiện một cú sút uy lực ở góc hẹp. Hồ Văn Ý đã chơi rất cảnh giác. Sẽ có quả đá góc thuộc về Hà Nội. Những môn mà Hà Nội đăng cai tổ chức thi đấu gồm có bóng đá futsal, vật judo, billiard snooker, bisat curat và môn bowling. Ngọ Minh Hiếu vẫn là số 14. Tình huống mà Ngọ Minh Hiếu đã xử lý rất tốt tình huống bóng văng ra.
pha mồi vụt khá vừa nhịp, nhưng anh Duy đã áp sát kịp thời. Chân trái, quá nguy hiểm, tỷ số là 3-1. 3-1 cho Hà Nội. Cú đúp từ Dương Ngọc Linh. Và lắc trái và kết thúc cực nhanh. Bóng đi chìm xuyên qua một rừng chân. Có vẻ như vừa rồi Hồ Văn Ý đã bị khuất tầm nhìn. 3-1 cho Hà Nội. Khởi đầu chậm hơn nhưng Hà Nội lại là những người đang bứt lên với một lợi thế hết sức rõ ràng. Bàn thắng đến vào cuối hiệp 1, một thời điểm rất nhạy cảm. Weekend xoay trở dứt điểm, không thắng được Văn Tú. Ừ, ném bóng phản công với ý đồ tốt nhưng đáng tiếc là lại hơi sâu so với đà băng lên của đồng đội. Cầu thủ Hà Nội đang có một hiệp đấu cực kỳ thăng hoa. Thời gian của hiệp 1 còn tính bằng giây. Còn 45 giây. Nhan Gia Hưng. Thái Huy. Đã có lỗi kéo người. Trọng tài thổi phạt với Đắc Huy. Đây là lỗi tổng hợp thứ tư của thành phố Hồ Chí Minh trong hiệp đấu đầu tiên. Dù sao thì cũng còn 32 giây. Và họ cần tránh lỗi ở thời gian ít ỏi còn lại nếu không muốn nhận một quả đá trực tiếp 10 mét không ra. Chú Văn Tiến có ai? Không vào. Hồ Văn Ý đã đổ người rất nhanh. Chứ không thì rắc rối to cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhan Gia Hưng lắc vào trong nhưng vẫn bị đọc bài rồi. Còn 6 giây rưỡi. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dùng quyền hội ý của mình ở hiệp 1 để cố gắng thiết lập một bài đá phạt đủ sắc và hy vọng kiếm được bàn rút ngắn. Trong các hệ thống thi đấu tại giải Futsal năm nay thì Thái Sơn Nam trải qua một năm thi đấu không thành công khi họ đã về nhì ở cả giải vô địch quốc gia cũng như là cúp quốc gia. Và nếu như thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vượt mất tấm huy chương vàng thì rõ ràng năm 2022 là một năm đáng quên với thế lực của Futsal Việt Nam. Đến với Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm nay thì thành phố Hồ Chí Minh sử dụng tới 8 cầu thủ trong biên chế của Thái Sơn Nam và có 5 cầu thủ từ Saoco. Đó là thủ môn Xuân Hiệp cùng với 4 cái tên là Ngọc Sơn, Đắc Huy, Đình Hùng và Lâm Tấn Phát. Hồ Văn Ý thả xuống đáy, không qua được Hà Nội, thậm chí là bóng còn dành cho đại diện của thủ đô. Còn 1 giây, thả bóng lên trời là hết giờ. Và 3-1 nghiêng về phía Hà Nội là tỷ số sau 20 phút thi đấu đầu tiên của trận chung kết bộ môn Futsal Nam Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9. Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên bằng bàn thắng sớm của Ngọc Sơn. Nhưng lần lượt cú đúp từ Dương Ngọc Linh và một pha lập công của Danh Phát đang giúp cho Hà Nội chiếm một lợi thế lớn. Không còn quá sớm để họ nghĩ về tấm huy chương vàng. Nhưng tất nhiên 20 phút sắp tới sẽ rất dài. Hãy cùng nghỉ ngơi trước khi trở lại với chúng tôi.
con gọi. Sáng cái gì nó hết cỡ rồi. Một thế kỷ tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2 của trận chung kết bộ môn Futsal Nam Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 giữa đội Futsal đến từ Đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và đội Futsal của Đoàn Thể thao Hà Nội. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Hà Nội. Kết quả có thể coi là cũng tương đối bất ngờ với tương quan đánh giá trước giờ bóng lăn. Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn, có bàn mở điểm sớm của Ngọc Sơn. Nhưng Hà Nội lại chơi một hiệp đấu cực hay và ghi tới 3 bàn thắng vào lưới thủ môn Hồ Văn Ý. Hãy chờ xem là sau thời gian nghỉ giải lao thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm như thế nào để thoát khỏi thế cờ khó hiện tại. Hồ Văn Ý cầm bóng dâng lên. Đình Hùng. Vậy tiếng còi và sẽ là quả đá phạt. Quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay của cầu thủ Hà Nội. Được tỉa bóng của Khổng Đình Hùng và đây là lỗi để bóng chạm tay của Danh Phát. Tình huống quay chậm rất rõ ràng. Ngay ở những giây đầu tiên thì Hà Nội cũng đã mắc lỗi tổng hợp đầu tiên ở hiệp này. Chắc chắn là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy cao áp lực tấn công để tìm kiếm những bàn thắng và những bàn gỡ trong thời gian còn lại của trận đấu. Hãy chờ xem bài phối hợp như thế nào đây. Lại một vụt tiếp, không qua rào và kết thúc là của Khổng Đình Hùng. Hồ Văn Ý. Sang hiệp 2 thì Hồ Văn Ý đã cầm bóng dâng lên. Và đó là pha dứt điểm vọt xa từ Văn Ý. Đánh đều quá nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì có đòn hồi mã thương từ phía Hà Nội. Sang hiệp 2 chúng ta có thể thấy Hồ Văn Ý đã được chỉ đạo cầm bóng dâng lên mỗi khi có khoảng trống. Khi mà Hà Nội sẵn sàng thực hiện một phối thủ sâu thì thủ môn sẽ là nhân tố rất quan trọng để đội áp đảo quân số và tổ chức tấn công. Trong môn Futsal, trong hiệp 1 thì bóng dài cho Thịnh Phát. Trong hiệp 1 thì 3 bàn thắng của Hà Nội được ghi do công của Dương Ngọc Linh với một cú đúp. Và bàn còn lại là từ Danh Phát. Anh Duy. Khổng Đình Hùng. Áp lực rất tốt. Cơ hội không vào. Thiếu chút nữa thì Dương Ngọc Linh đã có một cú hat-trick vô cùng đáng nhớ trong sự nghiệp. Chính Ngọc Linh là người đã lấy được bóng. Thịnh Phát làm tường hay. Nhưng trong pha đối mặt
thì số 16 lại dứt điểm chạy cột dọc. Những tình huống như thế này từ Hà Nội hẳn cũng sẽ khiến cho Hồ Chí Minh phải có một chút lạnh gáy. Họ chấp nhận chơi bài ngửa đá mạo hiểm ở hiệp 2. Đó cũng sẽ là đất diễn cho những tình huống thủ phản của Hà Nội. Và đá biên không chạm ai. Thịnh Phát đã phải nhận một thẻ vàng trong hiệp 1 và sẽ cần tiết chế ở những tình huống tranh cướp và giữ một cái đầu lạnh. Hồng Đinh Hùng phạt quay tốt. Mạnh Dũng, Minh Trí, tiếp tục là Mạnh Dũng. Bài phối hợp chưa đủ để qua được Hà Nội. Người đã có tình huống can thiệp tỉnh táo là Từ Minh Quang. Cắt bóng tốt. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Sẽ là quả đá biên cho Hà Nội. Minh Trí, đây có thể là cơ hội. Cú đá vẫn chưa được. Minh Trí mồi một trái bóng vừa vặn với cữ chân của anh Duy. Và kết thúc không thắng được thủ thành Phạm Văn Tú. Đây là cơ hội vẫn chưa vào. Liên tục những thời cơ xuất hiện, những bàn thắng chưa đến ở hiệp 2. Lần này là Nhan Gia Hưng với pha băng cắt. Minh Trí chân trái. Cú đá nhiều ra má ngoài của số 8. Đây là trận đấu mà những bài cố định đá góc hoặc đá biên của Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Từ Minh Quang, cắt bóng tốt của Mạnh Dũng, có thể là cơ hội. Đức Hòa, cột 2 có người, vẫn chưa được, lại là pha tiếp bóng của Nhan Gia Hưng. Chưa có bàn thắng, nhưng đây là tiết tấu và cường độ tấn công mà Thành phố Hồ Chí Minh cần phải cố gắng duy trì. Một thế trận mà cả hai đội đều có thể ăn bàn. Nhưng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chấp nhận để mọi thứ trở nên hỗn loạn như vậy. Minh Trí mất bóng rồi. Cơ hội cho Hà Nội, tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc là nhịp đẩy cuối lại hơi dài. Hoàng Sĩ Linh đã đẩy nhịp cuối hơi dài. Hồ Văn Ý xuất tướng rất nhanh. Đức Hòa qua người. Sẽ có quả góc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Một trận chung kết cực hay. Sóng gió vẫn chưa thuyên giảm. Đây sẽ là tình huống đá góc tiếp theo dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trận chung kết của bộ môn Futsal Nam Đại hội Thể thao Toàn quốc đang có chất lượng chuyên môn cực cao với những diễn biến phải nói là hấp dẫn. Lại là Minh Trí vô lê. Vẫn chưa được. Trả về cho Nhan Gia Hưng. Tổ chức lại nào. Hồ Văn Ý. Hồ Văn Ý không ngần ngại cầm bóng dâng lên. Thì không có ai áp sát anh. Mở ra biên phải. Thì pha bóng của Sĩ Linh. Một pha bóng phải nói là không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào. Tiếp tục là Nhan Gia Hưng. Bắn phá liên tục. Nhưng khung thành của Hà Nội trong hiệp 2 thì vẫn đang bất khả xâm phạm vào lúc này.
hai bàn trong futsal thì cũng chưa phải là một cách biệt đủ an tâm. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chỉ sau vài ba giây. Đức Hòa đá biên. Quá nguy hiểm. Nhưng không có pha kết thúc nào phía trong. Một sai lầm. Tình huống phá bóng không tốt từ phía Hà Nội. Tiếp tục là Đức Hòa. Trần Thái Huy. Vẫn là Thái Huy. Hồ Văn Ý. Đức Hòa. Trong phút sàn thì thủ môn không được cầm bóng quá 4 giây. Chúng ta có thể thấy là mỗi khi Hồ Văn Ý cầm bóng thì trọng tài số 2 bắt đầu thực hiện tình huống đếm giây. Đức Hòa. Vẫn là Đức Hòa và Chu Văn Tiến. Phát xuống ở bên bạn trái nhưng có bọc lót kịp thời. Đức Hòa từng có thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha. Sút bóng vẫn chưa được. Lại là pha kết thúc của Nhan Gia Hưng. Gần 5 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ 2. Hà Nội vẫn đang là đội nắm lợi thế trong hành trình tìm kiếm tấm huy chương vàng lần đầu tiên của môn futsal tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Đường chuyền của thủ thành Phạm Văn Tú. Không phải là chuyền, đó là cú sút thẳng. Ý đồ nhồi thẳng vào cửa gôn. Và khống chế hỏng của Đức Hòa. Một chút tĩnh lại khi trận đấu đang diễn ra cực nóng ở 5 phút đầu tiên của hiệp 2. Bóng lập bập. Hồ Văn Ý phát động phản công. Đức Hòa rất nhanh. Đây rồi. Vẫn chưa được. Đường căng ngang vào cột 2 là hơi sâu. Sau va chạm của Nhan Gia Hưng thì lúc này gôn đang bị lệch. Và trọng tài yêu cầu trận đấu phải tạm dừng. Trong phút sàn thì khung thành có chiều ngang là 3m. Và chiều cao là 2m. Va chạm. Nhưng đó là lỗi của Khổng Đình Hùng. Vừa rồi có lẽ Khổng Đình Hùng đã giơ cái gầm giày của mình. Và dù vào trúng bóng thì đó vẫn là lỗi hành vi. Một pha chơi bóng liều lĩnh. Lỗi như vậy thì sẽ không bị tính vào lỗi tổng hợp. Lỗi hành vi thôi. Khổng Đình Hùng. Quang Toàn. Sàng bóng khá khéo. Tiếp tục là Đình Hùng. Lâm Tấn Phát. Phải nói là Hà Nội đã vượt qua được giai đoạn sóng gió nhất ở đầu hiệp 2. Không để cho Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2 đã là một thành công với đại diện của thủ đô. Hồ Văn Ý rất khẩn trương dẫn bóng sang phần sân đội bạn. Văn Ý tỉa ra cánh trái. Lâm Tấn Phát lắc đi rất hay. Nhưng trong góc hẹp thì Lâm Tấn Phát không thể có một tình huống xử lý như ý.
Có lẽ là vừa rồi anh định sút thẳng. Quang Toàn. Mọi nỗ lực tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh đến lúc này vẫn đang bị Hà Nội hóa giải. Hồ Văn Ý không được rồi. Không có lỗi. Chu Văn Tiến để mất bóng rồi. Đây là cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu đang nóng lên từng phút từng giây. Đã có những tranh cãi và lời qua tiếng lại. Chúng ta chưa được chứng kiến tình huống quay chậm để thấy rõ hơn lý do tại sao mà Chu Văn Tiến đang phải nằm sân. Phải chăng là đã có những động tác thừa? Rất hay và xử lý của Sĩ Linh. Lần này thì Chu Văn Tiến bị phạm lỗi rồi. Đây là thời điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh cần giữ cái đầu lạnh. Việc trận đấu liên tục bị gián đoạn và vụn nhịp chỉ có lợi cho Hà Nội mà thôi. Đường chuyền hỏng nguy hiểm. Đức Hòa không thể hãm bóng như ý. Vẫn là quyền kiểm soát dành cho Hà Nội. Văn Tú. Phá tách ra biên và phát triển của thủ môn bên phía Hà Nội. Như đã nói thì Hà Nội là một đội có khả năng đá power play rất hay. Hồ Văn Ý lại cầm bóng dâng lên nào. Đường chuyền đập mặt không thành công. Đây là cơ hội phát bóng ăn ngay. Chưa được. Hứa hẹn sẽ còn nhiều thời cơ như vậy cho thủ thành Văn Tú trong thời gian còn lại. Khi mà chắc chắn Hồ Văn Ý sẽ liên tục phải rời xa khung thành. Đức Hòa. Lâm Tấn Phát. Và phối hợp 1-2 không thành công ở bên trái. Từ Minh Quang, cầu thủ có cái chân trái rất thú vị. Trọng tài xác định bóng đi hết đường biên dọc và đá biên cho Thành phố Hồ Chí Minh. Như đã đề cập trong hiệp 1 thì tại giải vô địch quốc gia Futsal năm nay, Sahako đã giành chức vô địch sau một thời gian dài mà Thái Sơn Nam thống trị. Ở cúp quốc gia thì Thái Sơn Nam cũng để thua trước Sài Gòn trong trận chung kết. Minh Trí. Không được rồi. Bóng không chạm tay cầu thủ bên phía Hà Nội. Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vượt mất tấm huy chương vàng của Đại hội Thể thao Toàn quốc thì năm 2022 thực sự là một năm rất đáng quên với tổ chính của Thái Sơn Nam. Những người đã quen với việc thống trị và vô địch hàng năm ở bất cứ giải đấu nào họ tham dự trong khuôn khổ quốc nội. Nhưng nhìn rộng hơn thì đó cũng là tín hiệu vui cho sức cạnh tranh và cán cân sức mạnh của các đội bóng ở Futsal trong nước. Thì nó không còn là câu chuyện của Thái Sơn Nam và phần còn lại nữa.
tài đã thổi phạt với Từ Minh Quang. Lỗi tổng hợp thứ hai của Hà Nội. Gần một nửa thời gian của hiệp đấu thứ hai. Và lúc này cách biệt vẫn là hai bàn. Và cắt bóng rất chủ động của Danh Phát. Phạt quầy tốt. Đây là Đức Hoa, biên phải thoáng Minh Trí. Không thể càng cột hài. Và bè góc cực tốt của Dương Ngọc Linh. Minh Trí. Không được. Nhà về những đồng đội không đúng tầm chân và cũng chẳng có cú sút nào. Bóng dài cho Minh Trí. Không có gì khó khăn cho thủ môn Phạm Văn Tú. Hà Nội đang thực hiện rất hiệu quả những tình huống bắt 1-1 toàn sân. Mất bóng rồi. Bóng thuộc về Từ Minh Quang. Ngọc Linh. Khó phá lên. Một nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua. Có lẽ không ít cầu thủ Hà Nội trong đầu lúc này đã bắt đầu mường tượng tới tấm huy chương vàng. Họ cần giữ đôi chân trên mặt đất và giữ chắc lợi thế thời gian còn lại. Vô lê! Và kết thúc của Thịnh Phát. Một bổ sung cực kỳ chất lượng cho đội Hà Nội ở Đại hội Thể thao Toàn quốc Nam Á. Đắc Huy. Đắc Huy không qua được Từ Minh Quang. Đắc Huy trượt chân rồi. Bóng thuộc về Hà Nội. Ngay lập tức Nhàn Gia Hưng đã thu hồi. Thái Huy. Quang Toàn. Đắc Huy đang tìm kiếm đồng đội. Không có pha nhả xuống cánh. Mỗi đội cũng còn nguyên một quyền hội ý ở thời gian hiệp 2. Sang hiệp 2 thì phía thành phố Hồ Chí Minh cũng phải chịu một mất mát nhân sự khi mà Trần Văn Vũ không thể tiếp tục trận đấu do chấn thương. Ở Văn Ý, sút ngay! Cú đá rất uy lực của Ý. Bóng vẫn không trúng khuôn khổ khung thành. Hãm bóng tốt của Nhan Gia Hưng. Đắc Huy. Quang Toàn. Trần Thái Huy. Thái Huy và Quang Linh. Không được. Cú sút không khó với thủ thành Văn Tú. Quang Toàn. Và yểm trợ tốt của Thái Huy. Hà Nội vẫn đang duy trì một khối phòng ngự cực kỳ kín kẽ. Quan sát trên sân lúc này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ chơi power play. Hồ Văn Ý tạm ra nghỉ và Đức Hòa sẽ là người sắm vai thủ môn trên lý thuyết.
Còn 8 phút rưỡi nhưng đã đá power play rồi. Khổng Đinh Hùng. Khá nhịp nhàng. Với power play thì sẽ phải sang bóng liên tục. Luân chuyển bóng theo chiều ngang liên tục để kéo giãn hàng thủ đội bạn. Có thể là cơ hội chăng? Đinh Hùng. Mạnh Dũng sút ngay. Power play ngay lập tức phát huy hiệu quả. Mạnh Dũng đã thắp lên những hy vọng cho thành phố Hồ Chí Minh. Pha kết thúc bằng mũi chân trái cực hay của số 5. Bóng đi hóc hiểm và đánh bại thủ thành Phạm Văn Tú. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho thành phố Hồ Chí Minh. 7 phút 50 giây còn lại của trận chung kết môn futsal Đại hội Thể thao Toàn quốc chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn. Cách biệt chỉ còn là một bàn mà thôi. Nhan Gia Hưng. Hồ Văn Ý. Bóng dài cho Huy Kèn. Chưa được. Cú ném bóng của Văn Ý. Đây là thời cơ. Quang Toàn không vào. Từ một pha ném dài, cú đẩy bóng của Văn Tú là chưa thật tốt, nhưng sau đó thì chính gôn của Hà Nội đã tự sửa sai với một phản xạ bộ chân cực nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa Đức Hòa vào sân và chơi power play. Rất nhịp nhàng, cột hai không được. Người đã chặn được bóng là Ngọc Linh. Đức Hòa. Lại sang ra. Đức Hòa, đây là cơ hội, không vào. Một mình một bóng ở cột hai. Nhưng Minh Chí không thể thắng được thủ thành Văn Tú. Khoảng trống đã xuất hiện. Hàng thủ Hà Nội đã không giữ được kết cấu và sự tập trung trước những pha sàng bóng liên tục của thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian còn lại vẫn là rất nhiều và một bàn rõ ràng là cách biệt quá mong manh. Anh Duy. Vẫn là 5 cầu thủ tấn công được thành phố Hồ Chí Minh dàn sang phần sân Hà Nội. Khổng Đình Hùng. Đây là cơ hội chăng? Vào không? Không được. Phèn hú vía thành phố Hồ Chí Minh. Power play sẽ mang tới một sức sát thương rất lớn ở hàng công, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Một tình huống mất bóng thôi là đối phương có thể ghi bàn ngay lập tức. Từ Minh Quang và che chắn rất khéo. Sau tình huống Từ Minh Quang bị phạm lỗi thì Hà Nội cũng gọi hội ý. Mỗi hiệp futsal thì các đội sẽ có một quyền hội ý trong vòng 1 phút.
rồi thì bên phía Hà Nội cũng đã triển khai power play. Có lẽ họ cũng chơi power play để kiểm soát bóng và hạn chế sức tấn công của đối phương. Bạn sẽ an toàn nhất khi đối thủ không có bóng mà. Power play không chỉ dùng để tấn công mà cũng có tính ứng dụng khi đội nhà cần kiểm soát nhịp độ và phòng ngự. Đức Hòa. Lần này đến lượt Thành phố Hồ Chí Minh chơi với 5 cầu thủ tấn công. Vẫn đang kéo giãn hàng thủ đội bạn, bóng dài. Và bắt bóng của Văn Tú. Phát ngay. Không có ai ở nhà. Pha lắc đầu rất nhạy cảm của Chu Văn Tiến. Cái cổ rất dẻo. Đức Hòa đang bị đau bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã bị đau sau tình huống va chạm trên không với Chu Văn Tiến. Anh Duy. Đức Hòa. Mạnh Dũng. Đức Hòa làm gì đây? Vẫn đang rất kiên nhẫn tìm kiếm khoảng trống. Minh Trí. Lần này là Đức Hòa, những pha sàng bóng chóng mặt. Nhưng hàng thủ Hà Nội đã chơi kín kẽ. Đối đầu với power play thì 4 cầu thủ phòng ngự phải giữ một cự ly cực kỳ kỷ luật và di đội hình một cách hợp lý. Nghe thì đơn giản nhưng thực tế là với tốc độ rất cao của futsal thì không dễ chút nào. Khổng Đình Hùng. Chu Văn Tiến đã có mặt đúng lúc đúng chỗ. Một pha lộn xộn. Bóng vẫn dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hòa. Không được. Mạnh Dũng định thả xuống đáy nhưng Minh Trí thì chờ một pha nhấc chân cơ. Trận đấu đang diễn ra cực nóng. Những phút cuối của trận chung kết môn futsal nam Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Từ Minh Quang. Hà Nội đang cố gắng cầm bóng để kiểm soát được tiết tấu. Minh Trí. Một sai sót của Hà Nội, cơ hội đến với Minh Trí. Pha khống chế kiểu ta lông. Và tình huống ngả bàn đèn dứt điểm rất đẹp từ số 8. Nhưng mới chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ thôi. Còn bàn thắng thì chưa đến. Anh Duy. Lại sáng cho Đức Hòa. Sau khi kiểm soát bóng thì Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức tung Đức Hòa và Khổng Đình Hùng vào sân để chơi power play. Sau mỗi hiệp thì các đội cũng sẽ thay đổi khu kỹ thuật cho nhau để thuận lợi cho việc thay đổi cầu thủ. Thank you.
Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tung một tổ mới vào sân. Nhưng mà sức phòng ngự lì lợm của Hà Nội cũng đã bào mòn thể lực của các cầu thủ ở tổ 1. Thả xuống đáy Minh Chí, không được. Đó là một tình huống Minh Chí hoàn toàn có thể căng cột 2 hoặc dứt điểm. Có thể thấy là khi không có bóng thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng một tổ. Và mỗi khi họ lấy lại quyền kiểm soát thì tổ power play sẽ được tung vào sân, dành sức cho các cầu thủ tấn công trong thời gian ít ỏi còn lại. Một tình huống bóng dài, Hồ Văn Ý xử lý tập trung. Đức Hòa vẫn là anh Duy, và Đức Hòa là những người cầm bóng ở giữa sân. Anh Duy đập mặt cho Đình Hùng, đáy biên là Minh Chí. Minh Chí không có điểm chạm nào phía trong. Áp lực tốt. Pha phối hợp một chạm cực hay của Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống căng vào rất mạnh của Minh Chí thì Đức Hòa lại không thể tiếp cận. Rất căng thẳng. Anh Duy, Đình Hùng làm tường. Minh Chí ở đáy. Vẫn còn bóng. Anh Duy. Đức Hòa, đây là Khổng Đình Hùng. Bóng đưa vào trong nhưng không có ai. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại đưa một tổ mới vào sân. Những cầu thủ ở tổ phòng ngự sẽ làm nhiệm vụ là vây bắt thật rát, lấy lại bóng thật nhanh. Chú Văn Tiến. Nỗ lực khống chế tốt của số 22. Chúng ta sẽ định bóng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hết sức khẩn trương. Thời gian còn lại là khoảng 1 phút 15 giây. Khổng Đình Hùng. Không được rồi, đây là cơ hội. Văn Tú. Không vào. Tất cả khán giả đã đứng cả dậy chờ đợi trái bóng từ từ lao tới khung thành, nhưng bóng đi ra ngoài. Nếu như Văn Tú thành công với tình huống phát bóng ăn ngay thì gần như tấm huy chương vàng đã có chủ. Phạt chặt bóng rất ngọt rồi, nhưng bóng đập đất rồi văng ra ngoài, chạy cột dọc trong gang tấc mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh hội ý vào phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Vào thời điểm này thì cả hai đội cũng không phải lăn tăn về lỗi tổng hợp, khi Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng mới chỉ mắc 2 lỗi ở hiệp 2.
Mạnh Dũng. Còn 1 phút cho những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Trí. Đức Hòa. Ra cánh nào, Mạnh Dũng trả về cho Đức Hòa. Ở đáy lại là Minh Trí. Tiếng còi cất lên. Và đó là quả đá phạt lên dành cho cầu thủ Hà Nội. Hà Nội đã kiểm soát bóng khi trận đấu chỉ còn 26 giây. Vẫn còn, đây là cơ hội. Đá quá nhẹ nhưng không sao cả, lúc này Hà Nội không cần phải bận tâm. Tình huống ném bóng dài cho Minh Trí. 15 giây. Thời gian đang đếm ngược. Đức Hòa. Động tác giả thôi, mất bóng rồi. Quyền kiểm soát dành cho Hà Nội. Bóng đã thuộc về Hà Nội vào thời điểm trận đấu còn 6 phút 6 giây. Chính xác là 6,6 giây. 6,6 giây nữa thôi. Hết giờ đến nơi rồi. Tình huống cuối cùng và chức vô địch. Tấm huy chương vàng của bộ môn Futsal Nam. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã gọi tên đội Futsal của đoàn thể thao Hà Nội. Chiến thắng với tỷ số 3-2. Một trận chung kết cực kỳ cảm xúc, xít sao với quá nhiều những cung bậc. Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá rất cao, ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng. Nhưng Hà Nội đã thi đấu kiên cường, chắt chiu được cơ hội của mình. Và phần thưởng xứng đáng thuộc về đại diện thủ đô.